phía xong đi lên. Lên đi. Đến đây nữa, hôm nay nó là nhọc. Đây là linh gác của Bắc Giáp. Khó thế nhà mà ngày xưa các cụ nghĩ đây. Phải nghĩ ra là đâu. Phải nghĩ. Các cụ khó thế mà các cụ nghĩ ra được. Thì anh nhiên bây giờ mà cho anh trèo lên này. Mà đói làm sao mà quay lại luôn. Cây cối vẫn phải để từ ngày xưa đến giờ, chỉ có phát quang bớt những cái cây nó mọc ra thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xong rồi giữa đồng lòng chảo nó nện. Đúng rồi, phải trên đồi cao não vào đầu. Không chống được. Phải làm sao pháo được. Bắn biết đâu mà bắn, đúng không? Kể cả biết. Biết bắn chả đủ, bắn chả trúng được. Trên cao rót xuống thì chết, thì gần dưới mà bắn lên thì tra bao nhiêu cho đủ. Chắc chưa đến. Các bạn nó không mệt đâu, hết mệt luôn.
tới chưa ông ạ? Còn bên đây đâu rồi? Đây là hai chị em à? Nó mà hư. Đây vào đây trước thử thách. Trung Hào à? Có. Trung Hào lên. Thành vách bê tông không chịu được mà. Phóng kích chứ. Ừ. Đi ra đây. Bộ chỉ huy ấy. Độ đầu não chiến dịch mà trông đơn giản hết đấy. Đấy, cái thằng
Con ra quăng bao nhiêu? Đấy, con suối này tắm mát lắm nhé. Giờ chúng tắm đã. Mai, Cái gì? Thấy chưa? Thế thì nó tiến hơn, nó có tử hơn. Chứ còn nếu đổ bê tông thì nhìn nó lại hiện đại hơn. Cái tên nhìn như kiểu là cái đường này gọi là bao đặng là ngon hơn. Có cái tính chất là mấy kia là gian khổ. Cái này đi, đi thì các thế hệ sau đi thôi. Các cụ ngày xưa làm gì con đường này? Là nhiều nhất cái ba mình trào lên đồi A1. Mình mới thấy trượt chân mình đã không muốn bước rồi. Úi giời, em có rút tê rồi đấy bác ạ. Nó màu về nhà rồi bác ạ. Rất cờ rồi. Này giờ mình đánh nhau cũng rất máu phết đấy. Thôi, đi là hết rồi. Đi lên cái mà nói là đẹp. Mày tưởng máu mỡ nó cao. Máu nó cao nhưng mày. Có thế là hết rồi. Tài chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây mới là đây, có cái là địa đạo. Hái vào rồi. Ủa, kiểu anh quay rồi. Anh quay rồi. Đi thẳng vào hầm đã. Ông bảo không quay cho cô Nga xem rồi sau về mắng cho. Cao thủ. Không kéo nổi. Khó kéo thì chứ đừng nói. Không hiểu. Chú ý
ra bên kia được cửa. Có gì đây? Ui giời, đang phát phà phát kéo như là ấy. Cái mẹ bánh thế này. Mày học khẩu học bài can đi không nhận được đâu. Trái đường ngược lại mà anh biết rồi, đường bên phải anh đi, cứ bên phải mới đi. Ông bố. Anh đi ra là đi này đi. Hội nghị tổ chức ở đây, hội trường này. Ôi nhà. Các đồng chí, chúng ta làm như thế nó chưa đủ. Đơn sơ giản dị. Ngày xưa còn không được như thế này ấy nhỉ. Đây là một cái đấy mới rồi. Ai qua ai thu vé để vào giữa hàng năm làm này. Đan liếp các thứ. Lá đan. Em có biết phòng cầm. Ừ. Gọi là một phát minh vĩ đại. Trong thời kỳ chiến tranh. Biết phòng cầm là về sau này chứ còn trước đây thì. Đây là của anh phòng cầm. Đây. Bếp đun không khói đây. Đi không giấu. Giấu không khói. Thế rồi anh có sang kia để sang cái nơi ở của chuyên gia Trung Quốc không? Ở đâu? Thôi đi ra đi. đi ra đây. Có cần phải lại chui lại hầm không? Để chui lại hầm giống máu.
Thôi thôi, tôi làm gì người ta đi xuôi mình đi ngược lại nó cũng chật ra. Hết rồi đấy hả? Hết rồi chú ơi. Đây chả hết rồi. Đây ra cái nhà đâu. Không phải. Cô lại đi vào đấy. Ra thằng đi à? Vâng, đi thẳng ra sang ngoài đấy. Ok. Quay vào trong. Ôi, cần cái biết được học pháp nhát rồi. Thank you.